Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ 6 ngày 26 tháng 2 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 15 tháng riêng năm Tân Sửu ngày này là ngày Ất Tỵ tháng canh dần năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo các giờ Hoàng Đạo trong ngày như giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ bính tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc bạch hổ, giờ mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên lao, giờ kỷ mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc nguyên vũ, giờ tân tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc câu trần, giờ giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình, giờ ất dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chu tước. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, phú đăng hỏa, ngày ất tỵ tức can sinh cho chi, có nghĩa là mộc sinh cho hỏa và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, phú đăng hỏa, kỵ tuổi, kỵ hợi, tân hợi, ngày thuộc hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi, quý dậu ất mùi, thuộc hành kim, không sợ hỏa, ngày tỵ lục hợp với thân tam hợp với xỉu, và giàu thành kim cục xung với hợi hình thân hại dần phá thân và tuyệt tí. về tuổi xung khác trong ngày tuổi quý hợi tân hợi tân tỵ tuổi xung trong tháng tuổi nhâm thân mậu thân giáp tý giáp ngọ về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên quý, tốt mọi việc, sao địa tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao hoạt điệu, tốt nhưng gặp thủ tử thì xấu, sao kim đường hoàng đạo, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao thiên cương hay còn gọi là sao diệt môn, xấu mọi việc, sao tiểu hồng sa, xấu mọi việc, sao tiểu hao, xấu về giao dịch, mua bán, cầu tài lộc, sao hoang vu, xấu mọi việc, sao nguyệt hỏa, xấu đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, xây bếp, sao thần cách, kỵ về tế tự, sao băng tiêu ngọa hãm, xấu mọi việc, sao sát chủ, xấu mọi việc, sao nguyệt hình, xấu mọi việc, sao ngủ hư, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sao độc hỏa, xấu đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, xây bếp về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Đông Nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi tý cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tý trong ngày này đang gặp được ngày có thực thần phù trợ cho nên với bạn tuổi tý sẽ được hưởng phúc lộc dồi dào trong ngày hôm nay nhất là đối với những ai đang làm nghề tự do kinh doanh buôn bán và với bà tuổi Tý, bạn nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh. Do bản tính, cần cù, chăm chỉ, mọi người sẽ giới thiệu cho bạn có được những mối đầu tư có lợi nữa. Trong ngày này, đối với những bạn làm công ăn lương thì có được một ngày khá chi là yên bình. Bạn xây dựng được những mối quan hệ với đồng nghiệp, hài hòa, đoàn kết cho nên hiệu quả và chất lượng công việc đều được cải thiện, thời gian làm việc cũng được rút ngắn đi đáng kể. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Tý, bạn lại đang gặp ngày có thủy khắc với họ. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý muốn. Cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Tý và người nhà không được tốt vì đôi bên có những ý kiến mâu thuẫn với nhau. Bạn không nên khang khang làm theo ý của mình mà bác bỏ ý kiến của nửa kia một cách vô lý nữa vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim được hưởng phúc lộc dồi dào trong ngày hôm nay tử vi tuổi bính tý thuộc thủy đoàn kết quan hệ hài hòa với mọi người tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa làm việc hiệu quả chất lượng tử vi tuổi canh tý thuộc thổ không nên khăng khăng với ý kiến của mình tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc vợ chồng có bất đồng quan điểm với nhau Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi sửu, tuổi thân, tuổi thìn. từ vi tuổi Sửu thứ sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày có thiên ấn nâng đỡ cho nên với bà tuổi Sửu dễ dàng khẳng định được vị thế của mình làm trong các công việc như là nghệ thuật y học và dịch vụ với bà tuổi Sửu, có sự nhanh trí của mình, bạn thường xuyên đưa ra được những ý kiến chính xác, khiến cho mọi người phải khâm phục. Tuy nhiên, bạn tự xịu cũng cần phải linh hoạt hơn trong quá trình xử lý tình huống thực tế, bạn không nên lúc nào cũng tuân theo những quy định cứng nhắc, đôi khi nghe theo cảm tính lại giúp cho bạn có được những quyết định đúng đắn hơn là theo lý trí nữa ngày này với bà tuổi Sửu cũng đang gặp được ngày có hòa sinh cho thổ vượng cái điều này cho thấy với bà tuổi Sửu rất hòa hợp với nửa kia của mình cho dù gặp phải chuyện gì đi chăng nữa bạn cũng sẽ tâm sự và thảo luận nghiêm túc với người ấy để đưa ra những quyết định thống nhất chính xác và hiệu quả Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim được nhiều người xung quanh khâm phục. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy khẳng định được vị thế của bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa cần phải linh hoạt hơn trong xử lý tình huống. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ lắng nghe theo trái tim mình mách bảo. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc tin tưởng vào nửa kia của mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao tài lộc, 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 9 giờ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi tỵ, tuổi dậu. tử vi tuổi dần thứ sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này với ba tuổi dần cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi dần trong ngày này đang phạm phải ngày của cục diện tương hình cái điều này làm cho bạn tuổi dần không nhận được sự giúp đỡ của bất cứ ai cho nên công việc với bạn trở nên nặng nhọc và căng thẳng hơn hẳn và bạn tuổi dần bạn sẽ phải hoàn thành tất cả mọi công việc dựa vào công sức của mình. Bạn tuổi dần, bạn không nên sốt ruột và nóng nảy, bạn cần phải chú ý giải quyết từng công việc một chua cẩn thận, đừng cố cố làm mọi việc thật nhanh chóng, cậu thả bởi chỉ cần sai một bước mà dẫn đến bạn phải bắt đầu lại từ đầu nữa. Bên cạnh đó, vận tình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh cho thấy với bạn tuổi dần cần phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thì chắc chắn bạn sẽ được báo đáp xứng đáng trong tương lai. Bạn cần phải chú ý phát huy điểm mạnh của mình và cố gắng cải thiện những điểm điểm chưa được tốt. Về từ vi tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy gánh vác nhiều công việc nặng nhọc tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa không nhận được sự giúp đỡ của người khác tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ không nên làm việc một cách cậu thả tử vi tuổi canh dần thuộc mộc phát huy địa mạnh của mình tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim suy nghĩ tích cực hơn về tương lai vài đánh giá của bạn tử dần trong ngày thứ sáu này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao Sức khỏe 4 sao Tình cảm 4 sao Con số may mắn Số 1 Số 4 Giờ tốt Từ 19 giờ đến 21 giờ Màu sắc cá tường Màu xanh da trời Màu xanh lá cây Quý nhân phù trợ Tuổi ngọ Tuổi mão Tuổi tốt Từ vi tuổi mão Thứ 6 Ngày 26 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tuổi mão cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi mão trong ngày này đang gặp được ngày có mộc sinh cho họ vượng cái điều này cho thấy về cái mối quan hệ giữa bạn tuổi mão với người trong gia đình rất chi là hòa hợp mỗi khi bạn gặp chuyện gì khó khăn các thành viên trong nhà đều sẽ cùng lắng nghe và thảo luận với nhau để tìm ra phương án giải quyết một cách thích hợp nhanh và hiệu quả nữa nửa kia của bạn là người rất thấu hiểu và tâm lý, có nhiều khi người ấy có thể đoán được những suy nghĩ và mong muốn của bạn mà không cần bạn phải nói thành lời. Vì vậy với bạn tuổi mão, bạn hãy quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn nữa để cho người ấy cũng cảm nhận được tình cảm mà bạn dành cho người ấy. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi mão lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cũng báo hiệu cho bạn có được những tin vui về tài lộc trong ngày. Với bà tuổi mão, bạn là con giáp giàu có và có thể phát tài trong ngày hôm nay dựa vào vận may rủi của mình hoặc là các công việc từ nghề tay trái sẽ mang lại cái nguồn thu nhập lớn cho bạn. Đây là động lực để cho bạn tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai nữa vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy các thành viên trong gia đình hòa hợp tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa nửa kia thấu hiểu và tâm lý tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ nhận được tin vui về tài lộc tử vi tuổi tân mão thuộc mộc hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa tử vi tuổi quý mão thuộc kim thể hiện tình cảm rõ ràng hơn với người ấy vài đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc, 5 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao con số may mắn số 2, số 4, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi thìn thứ sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi thìn ạ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh cho thấy với bạn tuổi thìn phát triển rất tốt nếu làm trong các công việc như là nghiên cứu và học thuật với bà tuổi thìn, nếu như bạn phải thi cử trong ngày hôm nay thì sẽ gặp được nhiều may mắn. Cốt là bạn luôn nắm vững kiến thức trong đầu và không lơ đà, sơ suất, trụ quan bạn tuổi thìn, bạn là người thông minh, nhân từ và không ham danh lợi. Nhưng chính cái điều ấy cũng khiến cho bạn trở nên thiếu đi trí, tín thủ, thậm chí có phần trì trệ. Nếu bạn không chịu cố gắng phấn đấu mà cứ đứng in một chỗ, tất cả mọi người sẽ nhanh chóng vượt lên trước bàn Xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi thìn, ngày hôm nay là ngày tốt để cho bạn thực hiện tất cả mọi công việc. Do đó, nếu như bạn đã lên kế hoạch công việc gì từ trước thì bạn nên thực hiện ngay, chớ có chần chừ kéo lại để lỡ mất cơ hội tốt với mình. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ gặp nhiều may mắn trong việc thi cử, tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ, hãy đặt ra những mục đích cao hơn rõ ràng cho mình, tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc không nên vội hài lòng với thực tài tử vi tuổi canh thìn thuộc kim không nên sơ suất lơ là chủ quan trong công việc tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy thực hiện những công việc đã lên kế hoạch từ trước về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ sáu này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao Sức khỏe 4 sao Tình cảm 4 sao Con số may mắn Số 1 Số 3 Giờ tốt Từ 11 giờ đến 13 giờ Màu sắc cát tường Màu nâu Màu xám Quý nhân phù trợ Tuổi tí Tuổi thân Tuổi tỵ Từ vi tuổi tỵ thứ 6, ngày 26 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này đang gặp ngày có chính quan độ mệnh cho nên với bạn tuổi tỵ có thể được thăng quan tín chức trong ngày hôm nay với những điều mà bạn đã làm được cho lãnh đạo đánh giá rất cao vì vậy bạn cần phải tiếp tục phát huy điểm mạnh của mình để có thể phát triển hơn nữa công danh sự nghiệp của mình trong tương lai bạn tuổi tỵ bạn vốn là người có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc gì cũng vô cùng là nghiêm túc, chỉn chu. Thế nhưng, bạn lại dễ trở thành người bảo thủ, cứng nhắc. Bạn cần phải học cách suy nghĩ linh hoạt hơn, đừng có để cho mình mãi đi thiếu lối mòn cụ kỹ nào đó. Ngày này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp ngày có hỏa khí vượng, nhắc nhở bạn tuổi tỵ không nên cư xử quá nóng nảy. Nếu có việc gì gây khó chịu, bạn không nên giữ ở trong lòng rồi đến một lúc nào đó bùng nổ mà nên tâm sự với những người đáng tin cậy xung quanh mình đã làm như vậy tâm trạng của bạn sẽ được thoải mái hơn rất chi là nhiều vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ làm việc nghiêm túc có tinh thần trách nhiệm cao. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc không nên suy nghĩ theo lối mòn. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim tính cách bảo thủ khó tiếp thu những cái mới. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy tâm sự với người đáng tin cậy. Vài đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ sáu này sự nghiệp, năm sao, tài lộc. 4 sao Sức khỏe 4 sao Tình cảm 4 sao Con số may mắn Số 3 Số 6 Giờ tốt Từ 19 giờ đến 21 giờ Màu sắc cát tường Màu đỏ Màu tím Quý nhân phù trợ Tuổi xỉu Tuổi ngọ Tuổi giàu Từ vi tuổi ngọ thứ 6, ngày 26 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tử ngọ cho chúng ta thấy là công việc của bà tử ngọ trong ngày hôm nay đang có báo hiệu tiến triển rất chi là thuận lợi do bạn đang gặp được ngày của cục diện ngộ hành tam hội nâng đỡ mọi kế hoạch mà bạn tử ngọ đã đặt ra trong ngày hôm nay đều có được những bước phát triển đáng mừng bạn sẽ đạt được kết quả tốt đẹp trong công việc chỉ cần bạn cố gắng hết mình là được trong các mối quan hệ xã giao của bạn tử ngọ ngày này cũng vô cùng là hài hòa bạn có thể sẽ gặp được quý nhân vào chính ngày hôm nay nếu như bạn đang có khúc mắc gì bạn hãy mạnh dạn xin ý kiến của mọi người bởi sẽ chẳng có ai kiêu kiệt với những lời khuyên yêu ích dành cho bạn đâu nhé ngày này với bạn tử ngọ nếu có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn mạnh nên đi về những hướng tốt như là hệ thần hướng Tây Bắc và tài thần hướng Đông Nam, đây là hai hướng đi giúp cho công việc của bạn gặp nhiều thuận lợi, tiến triển được suôn sẻ hơn về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim thực hiện mọi việc theo đúng như kế hoạch tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa mạnh dạn trao đổi ý kiến với người khác tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ công việc phát triển thuận lợi tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc có bước tiến triển trong sự nghiệp vài đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu da cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi mùi thứ sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ sáu này với ba tuổi mùi ạ, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi mùi trong ngày này đang gặp được ngày có họ sinh cho thổ vượng Cái điều này cho thấy đối với những bạn đang còn độc thân thì có được một ngày đào hoa nở rộ bạn tuổi mùi dễ dàng tạo được ấn tượng tốt với nhiều người khác phái ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên bạn cần phải quan sát thật kỹ để nhận ra ai là người thực sự có lòng phù hợp với mình ngày này đối với những bạn đã lập gia đình rồi thì có được một ngày rất chi là in bình sự quan tâm và thấu hiểu của nửa kia khiến cho bạn luôn tin tưởng và vững vàng đối diện với mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống. Bạn tuổi mùi, bạn tin rằng hai vợ chồng đồng lòng thì có thể vượt qua được mọi khó khăn, gian khổ. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi mùi lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh cái điều này cảnh báo cho bạn tuổi mùi công việc của bạn lại chẳng được thuận lợi như chuyện tình cảm có thể sẽ có kẻ tiểu nhân xuất hiện ngáng đường mang lại nhiều rắc rối cho bạn tuy nhiên với bạn tuổi mùi bạn không cần phải quá lo lắng bạn trở thành con giáp hay do dự bởi ý đồ của kẻ tiểu nhân sẽ sớm lỡ lọ rõ ra cho bạn mà thôi về từ vi tuổi ất mùi thuộc kim tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác giới từ vi tuổi đinh mùi thuộc thủy có được cơ hội tìm được nửa kia từ vi tuổi kỵ mùi thuộc hỏa chú ý kẻ tiểu nhân ngáng đường mang lại nhiều phiền phức từ vi tuổi tân mùi thuộc thổ tin tưởng vào nửa kia của mình từ vi tuổi quý mùi thuộc mộc suy nghĩ tỉnh táo không thể để bị lừa gạt Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ sáu này. Sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi giàu, tử vi tuổi thân thứ sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tuổi thân á, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này với bạn vốn là người có tính cách cởi mở và tư tưởng phóng khoáng dưới sự tác động tích cực của ngũ hành nhị hợp làm cho bạn tuổi thân dễ dàng tiếp thu được những ý kiến đóng góp của mọi người. Vì vậy mà công việc của bạn dù có gặp khó khăn cũng tiến triển một cách thuận lợi hơn nhiều. Bạn tuổi thân, bạn hăng hái giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp. Tuy vậy, không phải ai cũng xứng đáng với lòng tốt của bạn. Thậm chí những kẻ tiểu nhân còn sẵn sàng nhân cơ hội làm việc để làm tổn thương bạn nữa. Xong, dù gặp phải chuyện gì đi chăng nữa, với bà tuổi thân cũng cần phải kiên cường, không nên quá bi quan. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi thân, cũng đang gặp ngày có họa khắc với kim. Cái điều này cho thấy, với bà tuổi thân rất dễ khắc khẩu với nửa kia của mình, dù có những ý kiến giữa đôi bên không thống nhất được với nhau. Và khi cả hai đều trong tình trạng nóng nảy thì tốt nhất là nên tạm dừng cuộc trò chuyện lại để cho hai người ổn định trở lại thì hãy nói chuyện với nhau. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy có suy nghĩ cởi mở, phóng khoáng, tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa, công việc tiến triển thuận lợi, tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ, cần phải đề phòng kẻ tiểu nhân gây tổn hại, tử vi tuổi canh thân thuộc mộc, không nên suy nghĩ quá bi quan, tử vi tuổi nham than, thuộc kim, vợ chồng dễ mâu thuẫn, khắc khẩu. và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ. Tì. Tử vi tuổi giàu thứ sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tuổi giàu cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi giàu trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tỷ dậu sĩ phù trợ cho nên với bạn tự dậu đang có được sự quyết đoán cái điều này giúp cho bạn có thể chinh phục được lòng tin của mọi người thậm chí là được cả tập thể vươn đưa cả tập thể vươn tới thành công đây chính là thời điểm để cho bạn mạnh thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình nữa rồi đó Tuy nhiên, với bà tuổi giàu, bạn lại đang có điểm báo quá mức thẳng thắn nhất là khi có ý kiến phê bình của ai đó. Bạn có biết rằng lời trách móc nặng nề của mình, dù đúng nhưng vẫn gây tổn thương cho người khác, bạn cần nên phải sử dụng những từ ngữ uyển chuyển, nhẹ nhàng hơn để cho mọi người không có cái nhìn nhận xấu về bạn. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ sáu này với bà tử giàu lại đang gặp ngày có họ khác với Kim. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý muốn. Cái mối quan hệ giữa bản mệnh và con cái không quá hài hòa. Nguyên nhân có thể là vì bạn luôn áp đặt những suy nghĩ của mình và bắt quân trịa phải nghe theo. Nếu sự thật muốn cải thiện tình hình thì bạn cần phải thay đổi tính cách của mình ngay về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc Thủy thể hiện được khả năng lãnh đạo, tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc Hỏa chinh phục được lòng tin của mọi người, tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc Thổ chú ý cách sử dụng từ ngữ sao cho uyển chuyển, nhẹ nhàng, không làm mất lòng người đối diện, tử vi tuổi Tân Dậu thuộc Mộc chưa thực sự thấu hiểu con cái tử vi tuổi quý giàu thuộc kim không nên áp đặt những quan điểm cho mọi người Vài đánh giá của bài tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi tốt thứ sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tuổi Tuất cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này đang gặp được ngày có họ sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy về cái mối quan hệ của bạn tuổi Tuất với người nhà trong gia đình rất chi là hòa thuận, bạn mệnh luôn tôn trọng mọi ý kiến của mọi người vì hiểu rằng người thân luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho bản thân mình mà thôi với nửa kia bạn tuổi tuất là một người vợ người chồng có trách nhiệm bạn luôn giúp đỡ nửa kia của mình dù sự nghiệp có khiến cho bạn mệt mỏi đi chăng nữa bạn quan điểm đã là vợ chồng thì phải giúp đỡ và chia sẻ mọi việc trong cuộc sống dù là lớn hay là nhỏ Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ sáu này với bạn tử Tuất cũng đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Đây là những dấu hiệu tích cực trong công việc của bạn nhờ có tính cách, điềm tĩnh và chững chạc mà bạn ít khi đưa ra những quyết định sai lầm. Cấp trên có thể ra cho bạn những công việc trọng đại, cần độ chính xác cao nữa. Về tử vi tuổi giáp tuất, thuộc hỏa tôn trọng ý kiến của người bề trên tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ là người vợ người chồng có trách nhiệm tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc quan tâm chăm sóc cho những thành viên trong nhà tử vi tuổi canh tuất thuộc kim nhận được sự tin tưởng của cấp trên tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy tính cách điềm tĩnh đưa ra những quyết định chính xác và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cá tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi hợi. Từ vi tuổi hợi thứ sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tuổi Hợi ạ, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Hợi trong ngày này đang có tác động xấu của cục diện ngũ hành tương xung, cái điều này làm cho bà tuổi Hợi thích thể hiện quan điểm cá nhân của mình nhưng lại không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp và khiến cho mình dễ bị mọi người cười chê nữa. Bạn tuổi hợi, bạn là người có tham vọng, nhưng vì muốn chứng minh bản thân mình, cho nên thường rơi vào tình trạng ôm đồm quá nhiều công việc. Bạn cần phải bình tĩnh hơn trong mọi việc, bởi thành công không bao giờ đến một cách dễ dàng và nhanh chóng mà cần đến phải một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ mới có thể đạt được. Ngày thứ sáu này với bạn tuổi hợi cũng đang gặp ngày có thủy khác với họ cho nên về phương diện tình cảm của bạn cũng không được lý tưởng bạn và nửa kia chẳng được như ý trong ngày hôm nay và bạn có thể cảm thấy nửa kia không hiểu được ý muốn của mình nếu như có bất mãn trong lòng thì với bà tuổi hợi cũng nên nói ra để đôi bên cùng nhau giải quyết và tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa thích thể hiện quan điểm của bản thân tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ chú ý hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc không nên ôm đồm quá nhiều công việc tử vi tuổi tân hợi thuộc kim không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy thành không không đến một cách dễ dàng nhanh chóng vài đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 7, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Mùi, tuổi Tý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.